Con tên gì? Minh à. Mẹ con tên gì? Mẹ cháu. Ba gì? Bé Trang. Bà nội tên gì? Nội Nhung. Út gì? Út Người Út ngồi đây là Út gì? Nhu. Út Ý. Út ở trên ngoại là Út gì? Ngọc phải không? Ngọc à. À, chị hai con tên gì? Ai đâu. Hay xấu quá hả? Rồi. Min ơi, con chó kêu là sao Min? Wow. Rồi con mèo. Mèo. Tắc kìa. Chết kìa. Con bò. Ông bò. Con heo. Heo ốc ốc. Con vịt. Cạp cạp. Con hỉnh hương ăn gì ta? Ăn mỗi là. Ăn muỗi á hả? Rồi Min kêu làm sao? Mẹ cháu kinh quá. Mẹ Thảo cưng quá hả? Mẹ chín. Mình đếm từ 1 tới 10 đi. 1, 2 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Mình ơi, mình chào mọi người đi. Chào mừng. Nè, mình nhìn đây mình cười đi. Chúc ngủ gì? Ngủ bài. Chúc ngủ gì? Ngủ. Năm bye. Ai gì gì? Chà bà. Ha ha ha.